nè các bạn. Nó để tên tiếng, nó đây nó để tiếng Tàu không nha, không có đọc tiếng Việt, mình không có biết dịch được nha. Có chữ chùa ông bổng thôi, còn ngoài ra là không có tiếng Tàu không. Ok, nó để là Tao Chu Temple. Cái xe của mình chưa có đóng cái trăng nè, lo đi quay phim. Đây, xe mình tự động quý vị, bấm cái này nó lót luôn. Đây, ở ngoài đây là có hình Phật Bà Quan Âm nha. Trong kia đó là người ta đi vô trong đó thờ mấy ông gì đâu không mình cũng không biết nha, thờ thánh ha, chứ gì chứ không phải là thờ Phật các bạn, không có thờ Phật. Thank you.
Vậy mình ra xe đi về.